Thưa quý vị, tại chùa Quán Thế Âm, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng, sáng ngày 13 tháng 5, nhận lời cung thỉnh của ban tổ chức khóa tu An Lạc, Hòa thượng Thích Khế Chơn, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự, Trưởng ban hướng dẫn Phật tử Trung ương đã quang lâm chia sẻ pháp thoại đến hơn 300 tu sinh là những doanh nhân, thiền hữu tri thức đến từ mọi miền đất nước. Mở đầu buổi chia sẻ pháp thoại, Hòa thượng đã có lời khánh chúc sức khỏe đến Hòa thượng Thích Huệ Vinh, Ủy viên Thường trực Ban hướng dẫn Phật tử Trung ương, trụ trì chùa Quán Thế Âm, đã tổ chức khóa tu An Lạc và dành trọn tất cả tấm lòng thanh khiết của mình để dâng lên cúng dường Đức Tự Phụ Thích Ca Mâu Ni nhân mùa Phật đản sắp về. Chia sẻ pháp thoại, Hòa thượng tán thán tinh thần tu tập của các doanh nhân Phật tử gác lại những bộn bề công việc cuộc sống, sắp xếp thời gian về chùa tu tập để tìm cho mình một niềm hỷ lạc nơi tự thân và tâm. Khai mở nguồn năng lượng tiềm ẩn từ thiền định và trí tuệ của mình, Hòa thượng cũng nhấn mạnh vai trò quan trọng của người cư sĩ Phật tử từ thời Đức Phật cho đến ngày nay. Đối với một vị cư sĩ tại gia là đệ tử của Đức Phật, thì dù ở vị trí góc độ nào thì luôn luôn hộ trì tâm bảo và làm những việc lợi lạc cho chúng sinh. Hòa thượng mong các tu sinh trong khóa tu hôm nay luôn giữ trong mình ngọn lửa cháy bỏng của một người chủ doanh nghiệp, đó là trong đạo có đời, trong kinh doanh có Phật Pháp, để nỗ lực cống hiến phụng sự đạo Pháp và xây dựng quê hương Việt Nam ngày càng tươi đẹp. Trước đó, tối ngày 12 tháng 5, Chư Tôn Đức và các tu sinh của khóa tu đã có buổi thiền trà giữa không gian linh thiêng mầu nhiệm, cùng nhau nâng chén trà thơm ngọt trong tâm trạng bình an, thông thả và quán chiếu lại mình qua từng hơi thở, từng nhịp đập con tim, để rồi cùng nhau mang đến cảm giác thoát tục, trở về với sự tĩnh lặng của nội tâm để hướng tới thành tựu trên con đường giác ngộ của mình.